Vâng, xin chào tất cả các bạn, đây là con lu bánh thép với các bạn này, lu ba bánh. Đây. Lâu không dùng nó rơi đúng rồi. Quên khá lâu. Xem chi tiết này. Dày của lốp này các bạn này. Dày của bánh thép này. Cabin này. Đây, sau các bạn đây, nhưng con này đã bị bả vào rồi các bạn này, nhìn đây, nó bám thêm một lớp này, các bạn nhìn nó tách lớp này, tách lớp này, nghĩa là độ mầm dày của cái này nó khá thấp rồi. Độ dày của mỏng dày của bánh sắt này là khoảng chỉ còn khoảng 1 phân thôi các bạn.